Lần đầu tiên công nghệ 5G với nhiều tính năng ưu việt đã được trình diễn ở Việt Nam. Đây là chương trình do Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với công ty Ericsson Việt Nam và Myanmar tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội. Sự kiện này là một phần trong cam kết của công ty Ericsson đối với Việt Nam trong việc liên tục giới thiệu những sáng kiến mới nhất, ủng hộ tầm nhìn của chính phủ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hệ thống thử nghiệm 5G bao gồm tất cả các chức năng cần thiết cho thử nghiệm tiền thương mại, truyền dữ liệu từ nhiều trạm cho một máy đầu cuối và thiết bị tối ưu hóa dữ liệu đường truyền. Tại cuộc trình diễn, tốc độ tín hiệu từ trạm phát đến thiết bị thu đã đạt đến tốc độ 5,75 gigabit trên một giây ở chiều tải xuống. Với ưu điểm có độ trễ cực thấp, tốc độ tín hiệu cực cao, rất đáng tin cậy của công nghệ 5G kết hợp với lưu trữ thông tin trên một môi trường điện toán đám mây sẽ giúp tăng cường giao tiếp giữa người với các hệ thống máy móc thông minh. Các ứng dụng này có thể được sử dụng trong rất nhiều công việc, đòi hỏi độ chính xác cao như phẫu thuật từ xa, quản lý tai nạn đường bộ và các tình huống có sự có mặt của con người có thể không an toàn. Được biết, hiện nay trên thế giới vẫn đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật cho công nghệ 5G để đạt mục tiêu thương mại hóa vào cuối năm 2020. Thử nghiệm thương mại sẽ được tiến hành sớm nhất vào năm 2018 tại Olympic mùa đông Seoul, Hàn Quốc và tiếp tục thử nghiệm thương mại lần tiếp theo tại Olympic mùa hè Nhật Bản vào năm 2020.